Xin chào các bạn, chúng ta sẽ chuyển sang cái kỹ năng làm đối với cái dạng bài, đó là kỹ năng đọc hiểu, dạng bài đọc hiểu. Thế thì như cái bài phân tích về cấu trúc của một đề thi đại học cao đẳng đối với riêng môn tiếng Anh thì các bạn thấy rằng đây là một cái phần thi mà có số lượng câu hỏi rất là nhiều. Thế thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp cận với cái dạng bài này thông qua chúng ta phân tích các dạng câu hỏi và chiến thuật có thể đặt ra để các bạn giúp các bạn tiếp cận một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn đối với các dạng câu hỏi này. Thế thì buổi ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trải qua các cái kỹ năng để chúng ta tiếp cận với các dạng câu hỏi. Thứ nhất là các cái câu hỏi lấy ý chính. Thứ hai đó là các cái câu hỏi về thông tin chi tiết mà được nhắc tới trong bài. Thứ ba cũng là các câu hỏi thông tin chi tiết được nhắc tới trong nhưng mà không được nhắc tới trong bài. Thứ tư đó là các cái câu hỏi suy luận và cuối cùng là các câu hỏi về từ vựng có liên quan đến bối cảnh của bài đọc. Nào bây giờ chúng ta cùng nhau bước tới cái kỹ năng đầu tiên giải quyết cái dạng câu hỏi, các câu hỏi lấy ý chính. Thế thì trong đề thi đại học thì hầu hết các đề thi đại học đều có dạng câu hỏi lấy ý chính của đoạn văn này. Thế thì có thể tùy theo sắp xếp nhưng trong đề nào cũng sẽ có ít nhất là một câu hỏi lấy ý chính của đoạn văn. Thế thì đối với các câu hỏi này thì đa phần đề thi yêu cầu thí sinh phải tìm, phải xác định và nhận diện được tức là chủ đề hay là topic, rồi là tên tiêu đề, nội dung chính, ý cơ bản của cái đoạn văn đấy là gì. Vậy thì cái chiến thuật chúng ta sử dụng để làm bài là gì? Các bạn có biết không? Một trong số những cái yêu cầu đặt ra đối với các bài viết văn phong mà mang tính chất là academic writing đấy, viết hàn lâm của tiếng Anh, đó là cái nội dung của một đoạn văn thì thường được nhắc tới ở câu đầu tiên của đoạn, người ta còn gọi là topic sentence. Vậy thì cái chiến thuật được sử dụng ở đây đó là chúng ta hãy đọc kỹ câu đầu tiên của đoạn. Ngoài ra, nếu như các bạn gặp những cái liên từ mang tức là ý nghĩa trái ngược, ví dụ như là however, but, although, despite, in spite, vân vân, thì các bạn phải làm gì? Chúng ta đọc tiếp câu thứ hai, vì đa phần cái nội dung chính nằm ở câu thứ nhất và hoặc là nằm ở câu thứ hai nếu như có các cái liên từ trái nghĩa. Vậy thì chúng ta sẽ nhận diện các cái câu hỏi đối với dạng mà câu hỏi lấy ý chính như thế nào. Ở trên bảng đây, xin mời các bạn xem. Có một số các cái liệt kê giúp các bạn có thể nhận diện ra câu hỏi lấy ý chính. Thế thì thông thường các câu hỏi sẽ có dạng ví dụ như là What is the topic of the passage? Câu hỏi thứ nhất. Hoặc là What is the subject of the passage? Thứ ba có thể là What is the author's main idea or main point? Câu tiếp theo có thể là What is the author primarily concerned? Và cuối cùng có thể là What is the best title for this passage? Tùy theo yêu cầu có thể có những cái đoạn là bắt các bạn chọn cái tựa đề đúng nhất cho đoạn văn. Một số câu hỏi thì lại mang ý nghĩa rằng là hãy xác định đâu là cái chủ đề nên đặt ra cho đoạn văn này. Hoặc là những cái ý tưởng của tác giả trong đoạn văn này là gì? Ý chính của tác giả muốn đặt ra là gì? Vậy thì chiến thuật như lúc nãy tôi đã nhắc, đó là chúng ta hãy áp dụng chiến thuật đọc câu đầu tiên của một đoạn văn, hay là chúng ta luôn nói là 1-1-1, có nghĩa là nếu như có tựa đề title, đọc title first, read the title. Nếu không có title, chúng ta lại đọc câu đầu tiên của một đoạn. Nếu như cả cái phần đọc của các bạn gồm hai đoạn văn thì chúng ta hãy đọc câu thứ nhất của đoạn thứ nhất, câu thứ nhất của đoạn thứ hai để ít nhất chúng ta cũng nắm được xem là à, đoạn văn nói về cái gì. Chiến thuật là chiến thuật 1-1 là như vậy. Tuy nhiên, chúng ta sẽ nói một cách chi tiết hơn làm thế nào để chúng ta có thể trả lời được câu hỏi này. Thế thì cách tìm ra câu trả lời, thứ nhất là các bạn đọc dòng đầu tiên của đoạn như tôi đã nói rồi đúng không nào? Và như vậy phần nào đó các bạn đã hình dung ra những gì mà cái đoạn văn nói đến. Việc thứ hai các bạn phải làm đó là các bạn tìm ra cái keyword của chính cái dòng đầu tiên đó. Cái từ nào mới mang ý nghĩa chính, động từ đâu, chủ ngữ đâu, và các bạn xác định ra gọi là ý chính. Thứ ba là các bạn đọc qua một cách nhanh chóng những cái câu xung quanh để các bạn xác định lại một lần nữa. À, như vậy, chính xác là cái đoạn văn đấy đề cập tới những gì mà cái câu đầu tiên người ta nhắc. Chỉ là để biện pháp là tâm lý để giúp các bạn cảm thấy chắc chắn hơn thôi. Nhưng mà đối với tiếng Anh trong viết thì bao giờ cái câu đầu tiên ấy cũng phải là cái câu chứa toàn bộ nội dung của cả đoạn văn. Và cuối cùng
là các bạn đọc đáp án một cách kỹ càng để sau đó chọn những cái đáp án nào sát nghĩa nhất đối với cả cái chủ đề của đoạn văn mà bạn vừa xác định. Người ta gọi phương pháp này là phương pháp loại suy, tức là các bạn dựa trên cơ sở cái ý mà bạn tìm ra, sau đó bạn loại bỏ dần các cái câu trong số các cái đáp án đó. Đây chính là cái nguyên tắc mà các bạn sử dụng để tiếp cận đối với cái dạng bài này. Chúng tôi cũng hy vọng trên tay bạn có một cái đề mà đề thi đại học trong những năm vừa qua để các bạn có thể mở ra và xem xét trong những cái câu hỏi của đề thi có câu hỏi nào có cái dạng như này không. Bây giờ chúng ta cùng nhau thử làm một ví dụ để có thể rõ hơn về cái dạng câu hỏi lấy ý chính cũng như cái phương pháp chúng ta tiếp cận với dạng đề thi này nhé. Nào, chúng ta đến với ví dụ đầu tiên để các bạn có thể xem xét một cách kỹ hơn các cái dạng câu hỏi lấy ý chính. Thế thì các bạn đang nhìn thấy đoạn văn mà chúng tôi đưa ra làm ví dụ cho các bạn. Đoạn văn này bắt đầu bằng "Basketballs were invented in 1891 by a physical education instructor in Springfield, Massachusetts, by the names of James Nesmith." Cả đoạn văn chúng tôi sẽ đọc lên và hy vọng các bạn sẽ đọc kịp. "Because of terrible weather in winter, his physical education students were indoors rather than outdoors. They really did not like the idea of boring, repetitive exercises and preferred the excitement and challenge of the game. Nesmith figured out a team sport that could be played indoors on a gymnasium floor that involved a lot of running, that kept all the team members involved, and that did not allow the tacklings and physical contacts of American style football." Đây là đoạn văn. Và câu hỏi đặt ra đối với đoạn văn này là "What is the topics of the passage?" Các cái đáp án mà đề bài đưa ra bao gồm: A. The life of James Nesmith. B. The history of sports. C. Physical education and exercise. Và D. The origin of basketball. Nào, các bạn sẽ chọn câu nào? A, B, C or D? Câu hỏi này thì hoàn toàn là dạng câu hỏi lấy chính. Với cái dạng câu hỏi là "What is the topics of the passage?" Các bạn thấy không? Hỏi về tiêu đề, hỏi về chủ đề của đoạn văn này. Vậy thì chúng ta áp dụng cái chiến thuật mà chúng ta vừa nhắc tới nhé. Chiến thuật đó là nội dung của đoạn văn thì nằm ở câu đầu tiên của đoạn. Chúng ta quay lại, chú ý tới nội dung của câu đầu tiên. Nào, câu đầu tiên là gì? Basketball was invented in 1891 by a physical education instructor in Springfield, Massachusetts by the name of James Nesmith. Như vậy, chủ nghĩa chính là basketball. Tiếp theo động từ là gì? Was invented. Và một cái mốc thời gian là năm 1891. Các bạn đã đoán mang máng về gọi là chủ đề của đoạn văn này. Đó là viết về cái sự hình thành hoặc sự hình thành của bóng rổ. Tuy vậy, chúng ta để cho chắc ăn, chúng ta sẽ kiểm tra lại cái đoạn văn này. Các bạn đọc nhanh thôi để xem liệu đoạn văn này có thực sự nói về basketball hay không. Và sau khi đọc xong các bạn có gì? Chúng ta kiểm tra nhanh thì các bạn có là nếu đối với đáp án A thì chỉ nhắc tới cuộc đời của James Nesmith mà không hề nói tới bóng rổ. Trong khi đoạn văn các bạn thấy câu đầu tiên thì nhắc tới sự hình thành của bóng rổ vào năm 1891. Những câu tiếp theo đều có mang ý nghĩa bổ sung và giải thích cho câu đầu tiên này. Như vậy chắc hẳn đáp án A không phải rồi, không nhắc tới cuộc đời của ông James Nesmith này. Tên ông ấy chỉ nhắc lại có nhắc có một lần và chủ yếu nội dung lại xoay quanh là bóng rổ. Đáp án B, the history of sports, nghe cũng có vẻ đúng bởi vì có lịch sử này. Rồi basketball cũng là một loại thể thao đúng không? Nhưng mà đáp án này là quá là chung chung các bạn ạ. Có thể nó phù hợp hơn đối với tên của một quyển sách và cái đoạn văn này nằm một phần trong cái bài viết về bóng rổ. Nhưng thực tế ra khi người ta hỏi chủ đề chỉ của đoạn văn này thì đáp án này không phải là đáp án đúng. Tiếp theo, đáp án C cũng quá là rộng. Đáp án này nói về các môn học giáo dục thể chất mà không đề cập tới bóng rổ. Vậy thì dùng phương pháp loại suy và cái chiến thuật có nghĩa là đọc câu đầu tiên của đoạn.
Chắc hẳn các bạn đã có được cái đáp án, đó là đáp án D, nguồn gốc của bóng rổ. Nào bây giờ chúng ta đến với những cái chiến thuật dành cho loại câu hỏi thứ hai. Câu hỏi lấy thông tin chi tiết được nhắc tới ở trong đoạn văn. Nào, đối với bài đọc hiểu, cái nội dung thứ hai các bạn thường gặp, cái dạng câu hỏi thứ hai các bạn thường gặp đó là các cái câu hỏi với hỏi về thông tin chi tiết được nhắc tới trong bài, hay còn gọi là state detail questions. Thế thì các cái câu hỏi tìm nội dung chi tiết đặt ra nhằm đòi hỏi thí sinh làm bài phải tìm ra một cái thông tin nhất định ở trong bài, hơn là việc yêu cầu tìm các cái chủ đề như chúng ta nhắc tới trong những cái phần trước về câu hỏi lấy thông tin chính. Thế thì câu trả lời của câu hỏi này thì được đưa ra thực tế không phải ở cái câu đầu tiên của cả đoạn đâu, mà lại thứ tự trước sau ở trong một cái đoạn văn. Không phải là đọc ngay câu đầu tiên mà các bạn có thể lấy được cái ý chính, mà các bạn còn phải đọc, theo dõi, bởi vì nó là các cái chi tiết ở trong bài. Thế thì cái đáp án đúng ý, thì ở đây để các bạn có thể dễ dàng nhận diện, cái đáp án đúng thì thường là cái đáp án mà mang tính chất là nhắc lại cái nội dung trong bài. Tuy nhiên được paraphrase, tức là được viết chuyển đổi đi, sử dụng các cái từ ngữ khác đi một tẹo để làm cho chúng ta dễ dàng bị mắc lừa hoặc không dễ dàng để nhận ra. Không thể nào mà người ta trả lời câu hỏi một trong bốn đáp án bằng cách là trích một cái đoạn ở trong đó ra cả. Thế thì quá là dễ đúng không nào? Thế thì chúng ta có thể nhận diện các cái dạng câu hỏi này trong một đoạn văn dựa trên một số các cái từ ngữ, các cái cụm như sau. Các bạn nhìn thấy ở trên bảng đây. Câu đầu tiên là according to the passage, hoặc là according to the reading, according to this theory. Rất nhiều. Tuy nhiên, cái cụm quan trọng là according to the gì đó. Câu hỏi thứ hai đó là it is state in the passage. Sau đó họ đưa ra một cái nội dung nào đó. Câu hỏi thứ ba, the passage indicates that. Và chúng ta sẽ phải tìm là xem nó indicates cái gì đấy. Tiếp theo nữa, which of the following is true? Đây là các cái dạng câu hỏi nhận diện cho cái loại câu hỏi lấy thông tin chi tiết. Khi mà chúng ta nhận diện ra câu hỏi như thế này rồi, thì chắc hẳn chúng ta không bị nhầm lẫn hoặc là không mất công chúng ta lại cố gắng phân tích xem câu đầu đoạn như thế nào. Tất nhiên là cái chiến thuật chung dành cho cái bài đọc là không bao giờ các bạn ngay lập tức vào bài đọc, ngồi đọc và cố gắng hiểu từng chữ, từng từ một. Đầu tiên bao giờ cũng phải áp dụng cái chiến thuật là đọc những câu đầu tiên để lấy ý chung. Sau đó các bạn mới có thể trả lời tiếp. Các bạn tìm trong các cái câu hỏi này các cái keywords và sau đó xác định xem cái đoạn này nó nằm ở đâu. Bởi vì các bạn đã tiến hành các cái việc đọc các cái nội dung từ những cái câu đầu tiên rồi, thế nên các bạn biết nếu như đoạn văn có hai đoạn, cái phần đọc của bạn có hai đoạn văn, thì ít nhất các bạn cũng biết đoạn thứ nhất nói về cái gì, đoạn thứ hai nói về cái gì, và câu hỏi chi tiết này nội dung chắc hẳn nằm ở phần nào một trong hai đoạn văn đó. Vậy thì chúng ta có thể tìm thấy câu trả lời ở đâu? Câu trả lời là sẽ thường được tìm thấy theo cái thứ tự trước sau trong đoạn văn, tức là được trình bày trước sau trong đoạn văn theo cái một cái thứ tự nhất định. Thế cách trả lời câu hỏi chi tiết này như thế nào? Đầu tiên là các bạn đọc kỹ câu hỏi và tìm ra những cái keywords trong câu hỏi, những cái nội dung liên quan các bạn cho là những cái nội dung quan trọng nhất của câu hỏi. Sau đó các bạn xác định đọc nhanh đoạn văn và tìm đoạn có chứa cái keywords đó hoặc những cái nội dung có liên quan, có thể không phải chính xác cái từ đấy đâu, những cái từ khác cũng được, nhưng miễn là nó có cái nội dung gần giống để bạn có thể khoanh vùng và chỉ đọc vào trong cái nội dung của cái đoạn đó. Việc thứ ba các bạn làm đó là các bạn đọc kỹ cái câu mà chứa cái keyword đó, đọc thật kỹ, đọc đi đọc lại. Và sau đó khi mà đọc kỹ rồi, các bạn loại bỏ đi những cái đáp án không liên quan hoặc đáp án sai. Tức là cái biện pháp cuối cùng đó là vẫn là tiếp tục chọn phương pháp loại suy dựa vào những cái thông tin mình có được và mình bỏ bớt những cái thông tin không có đi. Nào chúng ta lại cùng nhau có một cái ví dụ cho cái loại bài lấy thông tin chi tiết được nhắc tới trong bài để các bạn có thể hiểu rõ hơn về cách làm và hình dung ra một cách rõ ràng nhất. Xin mời các bạn. Nào chúng ta bước vào cái ví dụ thứ hai về các cái câu hỏi lấy chi tiết. Các bạn được nhìn thấy đây là đoạn văn ví dụ mà chúng tôi lấy ra cho các bạn về một cái học thuyết của học giả Erikson. Đoạn văn viết như sau. An important turning point occurs around age 6. A child entering school is at a point in development when behavior is dominated by intellectual curiosity and performance.
He or she now learns to win recognition by producing things. The child develops a sense of industry. The danger at this stage is that the child may experience feelings of inadequacy or inferiority. If the child is encouraged to make and do things, allows to finish tasks, and praised for trying, a sense of industry is the result. On the other hand, if the child's efforts are unsuccessful, or if they are criticized or treated as bothersome, a sense of inferiority is the result. For these reasons, Erikson called the period from 8, 6 to 11 is the changing period. Và đây là câu hỏi mà các bạn nhìn thấy, câu hỏi đối với cái đoạn văn này. Đó là, according to Erikson's theory, what will happen if a child's efforts are criticized? Đáp án mà đề đưa ra đó là the child will dislike his teacher. A. B. Đó là the child will avoid other children. C. Đó là the child will try harder to win recognition. Và cuối cùng D. The child will feel inferior. A, B, C or D. What will you choose? Đâu là đáp án của các bạn nào? Nào, thế thì cái chiến thuật của chúng ta đó là gì? Các bạn phải đọc câu hỏi này, các bạn phải xác định đâu là các cái keywords, đâu là nghĩa chính. Sau đó rồi các bạn sẽ tìm vào trong cái đoạn văn này. Có thể cái phần đọc của các bạn hai đoạn văn, chứ không phải chỉ một như thế này. Nhưng cho dù như thế nào, thì các bạn cũng đọc câu đầu tiên. Sau đó các bạn xác định được, à, có thể đây là cái đoạn mà, ví dụ nói đến cái giai đoạn 6 tuổi chẳng hạn. Và nhắc tới gọi là cái đứa trẻ trong cái học thuyết của Erikson. Rồi các bạn mới bắt đầu làm bài. Thế thì câu hỏi về học thuyết của Erikson và đặc biệt những cái nội dung liên quan tới child efforts are criticized. Điều gì sẽ xảy ra khi những nỗ lực của một đứa trẻ bị bác bỏ hoặc chê trách? Keyword ở đây chính là child's efforts và criticized. Đây là hai cái keyword vô cùng quan trọng giúp các bạn có thể xác định được đâu là cái câu mà các bạn tìm ra câu trả lời. Thế thì sau khi đọc lướt qua đoạn văn, chúng ta tìm thấy có đoạn viết là on the other hand, if the child's efforts are unsuccessful or if they are criticized or treated as bothersome, a sense of inferiority is the result. Như vậy là câu này có chứa những cái từ mà chúng ta thấy rằng nó rất là gần gũi và chính xác đối với các cái câu hỏi của các bạn. Vậy thì chắc chắn câu trả lời sẽ liên quan tới cụm là sense of inferiority, tức là cảm giác tự ti. Nào, chúng ta bắt đầu chuyển sang cả ba đáp án. Cả ba đáp án A, B, C. Thứ nhất là đáp án A. Đứa trẻ sẽ không thích giáo viên của mình. Các bạn thử xem liệu có cái ý nào như thế không? B, đó là đứa trẻ thì sẽ tránh những cái đứa trẻ khác, không tham gia chơi chẳng hạn. C, đó là đứa trẻ sẽ cố gắng để làm người khác chú ý đến mình, công nhận mình hơn. Thì hầu như những cái nội dung A, B và C này thì đều không được nhắc tới trong bài. Do đó có thể cái đáp án chỉ có thể là cái đáp án D, nhắc tới việc trẻ có cảm giác tự ti chính là đáp án đúng, thay bằng việc nói rằng là a sense of inferiority is the result. Thì họ sử dụng chuyển sang dạng là the child will feel inferior, cảm giác rất là tự ti. Như thế có thể thấy rằng là đây chính là cái đáp án đúng. Đây là những cái câu hỏi chi tiết mà tìm cái thông tin được nhắc tới trong bài. Thế còn đối với những cái câu hỏi chi tiết mà không được nhắc tới trong bài thì sao? Chúng ta sẽ bước sang cái dạng tiếp theo đối với tìm ra các chi tiết không được nhắc tới trong bài. Nào, chúng ta tiếp tục đến với cái kỹ năng thứ ba đối với việc đối mặt với các câu hỏi trong đề thi đối với phần đọc hiểu. Thế thì chúng ta sẽ đến với dạng câu hỏi, đó là câu hỏi tìm ra các chi tiết không được nhắc tới trong bài. Thế thì đối với cái dạng bài này, các bạn sẽ được hỏi để tìm những cái nội dung không được đề cập tới trong đoạn văn với các thông tin có trong đoạn văn. Thế thì loại câu hỏi này đồng nghĩa với việc có 3 đáp án là được nhắc tới đúng với cái thông tin trong đoạn văn
và chỉ có một đáp án là không đúng hoặc là không được nhắc tới trong đoạn văn này. Thế thì các bạn hãy nhìn lên trên bảng, một số các cái câu hỏi, một số các cái cụm từ sẽ giúp các bạn nhận diện ra cái dạng câu hỏi này. Và câu hỏi này và cái câu hỏi, các thông tin chi tiết được nhắc tới trong bài thường xuyên bị các bạn nhầm lẫn nếu như các bạn không đọc kỹ câu hỏi. Vậy thì nhắc nhở các bạn đó là cho dù làm đề thi hay làm gì đi chăng nữa, chúng ta hãy đọc thật kỹ đề trước khi chúng ta tiến hành bắt đầu vào làm bài. Nào, một số các cái câu hỏi ví dụ như là which of the following is not true? Which of the following is not mentioned? Which of the following is not discussed? Hoặc là which of the following are true except? Cái từ này thường được viết hoa hoặc thường được gạch chân để giúp các bạn tập trung sự chú ý của các bạn, để khiến các bạn không bị nhầm lẫn trong quá trình trả lời câu hỏi. Thế thì cái câu trả lời của dạng câu hỏi này sẽ nằm ở đâu? Nó sẽ nằm ở trong bài và theo cái thứ tự trước sau, nó cũng giống như cái dạng câu hỏi trước, câu hỏi về thông tin chi tiết được nhắc tới. Thì cái thông tin cần thiết, những cái cơ sở để chúng ta trả lời vẫn nằm trong cái đoạn văn như vậy. Chỉ khác đó là chúng ta tìm ra những câu không được nhắc tới, làm ngược lại. Tức là không phải tìm ra cái nội dung được nhắc tới, mà tìm tất cả những cái nội dung không được nhắc tới. Các bạn tìm ra A, B, C đã được nhắc tới rồi, vậy D không có. Nào bây giờ chúng ta bắt đầu tìm đáp án cho các câu hỏi này theo thứ tự như sau. 1. Tìm keyword trong chính câu hỏi. Các bạn đọc câu hỏi, tìm đâu là những cái keyword chính. Sau đó việc thứ hai đó là các bạn đọc nhanh đoạn văn và tìm đoạn có chứa các cái keyword hoặc nội dung liên quan. Cũng tương tự như thế thôi, tức là các bạn không tìm, không chỉ đơn giản là tìm những cái từ vựng mà giống y hệt đối với câu hỏi. Không nhất thiết phải là giống y hệt, có thể người ta thay đổi cách viết đi một tẹo, người ta dùng từ đồng nghĩa hoặc dạng phủ định của từ trái nghĩa để khiến cho các bạn cảm thấy khó khăn đôi chút khi các bạn làm đề. Rồi sau đó là các bạn sau khi đọc nhanh đoạn văn, tìm đoạn có chứa được keyword hoặc nội dung liên quan, chúng ta sang bước thứ 3. Đó chính là đọc kỹ những cái câu mà có chứa keyword hoặc nội dung có liên quan đó. Các bạn đọc thật kỹ vào, các bạn tìm kiếm các cái đáp án chắc chắn là có ở trong này rồi. Và các bạn, đó là bước thứ 4. Còn bước thứ 5 đó là cái dùng cái phương pháp loại suy. Các bạn loại trừ ra những cái đáp án nào đã, tức là đúng ý, các bạn loại đi. Sau khi tìm được các cái phương pháp, các cái đáp án đúng rồi, thì như vậy các bạn so với cái đáp án của mình để có thể tìm ra được đâu là cái đáp án không nằm trong bài. Thế thì một cái tip mách nhỏ với bạn là các bạn hãy chuẩn bị nháp này, bút này. Khi các bạn đọc, các bạn thấy ý nào đã được xuất hiện rồi, các bạn viết ra giấy. Đến lúc các bạn xem lại thì các bạn có thể nhanh chóng loại những cái nội dung đó đi. Bởi vì bài ở đây chúng ta cần không phải là chọn đáp án đúng, mà chọn cái đáp án sai hoặc không được nhắc tới. Đúng không nào? Nào bây giờ chúng ta cùng đến với cái ví dụ tiếp theo để chúng ta có thể rõ hơn về cái dạng câu hỏi, đó là câu hỏi tìm ra các cái chi tiết không được nhắc tới hoặc là sai ở trong bài. Nào ví dụ dành cho chúng ta đối với dạng câu hỏi này. Các bạn nhìn thấy đoạn văn cũng không phải dài lắm đúng không nào? Và chúng ta cùng nhau xem xét đoạn văn này cũng như các cái câu hỏi và đáp án mà đề bài giao cho chúng ta nhé. Đoạn văn này đó là lobster is a key to good life and good health. It can diminish feelings of tension, anger, and sadness. Just as exercise condition of our bodies, frequent laughter can train our bodies to be healthier. While laughter is a regular experience, it lowers blood pressure and boosts brain chemicals that fight pain. It can also reduce stress hormones that increase vulnerability to illness, as well as increase hormones that have been shown to help produce restful sleep. Laughter is quite an instant vacation in the way it changes our psychobiology. Đây là đoạn văn mà chúng ta được có trong bài, và cái câu hỏi đặt ra là laughter provides all of the following benefits except. Và thì except các bạn thấy là được viết hoa để nhằm thu hút cái sự chú ý của bạn trong khi mà các bạn tiếp cận với dạng bài này và trả lời câu hỏi này. Bởi vì làm sao đôi khi các bạn không để đến cái từ này và các bạn
nghĩ rằng câu hỏi đặt ra là hãy tìm những cái lợi ích của nụ cười. Còn ở đây thực ra là bài là tìm ra các cái câu mà không được nhắc tới ở đây, tức là nụ cười thì cung cấp những cái lợi ích trừ, tức là các bạn sẽ phải tìm ra cái phương pháp, cái nội dung mà không được nhắc tới trong bài hoặc là bị sai, đúng không nào? Vậy thì các bạn sẽ trả lời thế nào khi mà họ đưa ra các đáp án như sau? A. Elevating brain chemicals that prevent pain. B. Increasing the body's vulnerability to illness. C. Promoting a more restful kind of sleep. D. Reducing feelings of stress and anger. Nào, câu hỏi đặt ra nhằm tìm thông tin không đúng về tác dụng của nụ cười. Đoạn văn cung cấp một chuỗi những cái thông tin về tác dụng của việc cười. Các bạn có thể thấy ở dưới gạch chân, đó là ví dụ như là đầu tiên là diminish feelings of tension, anger and sadness. Nội dung này, đó là ở câu D nhé. Lower blood pressure and boost brain chemicals that fight pain. Nhắc tới câu A của đáp án. Tiếp theo nữa là increase the stress hormones that have been shown to help produce restful sleep. Nội dung này tương ứng với câu C của đáp án. Như vậy cái thông tin bị sai ở đây là thông tin của câu B. Theo đoạn văn ý, thì là laughter can also reduce stress hormones that increase vulnerability to illness. Việc cười sẽ giúp giảm lượng hormone khiến con người dễ nhiễm các loại bệnh, tức là giảm ốm đau, chứ không phải là tăng khả năng nhiễm bệnh của con người như câu B của đáp án. Vậy các bạn đã tìm ra được câu trả lời chưa? Đó chính là B. Bây giờ thì chúng ta cùng nhau sang cái kỹ năng tiếp theo, tức là việc các bạn một số các cái chiến thuật để giúp các bạn chúng ta cùng chiến đấu với loại câu hỏi, đó là câu hỏi suy luận, inferred questions. Nào, chúng ta cùng đến với dạng câu hỏi tiếp theo của bài đọc hiểu, đó là dạng câu hỏi suy luận. Đối với rất nhiều bạn, đây không phải là câu hỏi dễ và đúng quả thật, bởi vì câu hỏi này yêu cầu thí sinh không phải là tìm ra các cái chi tiết có trong bài, có sẵn trong bài, mà phải dựa trên một số các cái dấu hiệu, một số các cái chi tiết mà có sẵn đó để chúng ta phải suy luận ra. Họ yêu cầu là gì? Họ yêu cầu những cái ý được suy luận, được ám chỉ, ví dụ như là implied là ám chỉ, inferred là suy luận, hoặc là những cái có khả năng xảy ra dựa trên những cái dấu hiệu có trong bài. Và như vậy sẽ khiến chúng ta phải có được kỹ năng đọc, sau đó tổng hợp, và dựa vào đó chúng ta có cái logic nhất định để chúng ta đưa ra câu trả lời. Thế thì các bạn trên bảng, tôi có ghi cho các bạn ở đây là một số các cái dạng câu hỏi thường gặp, một số các cái cụm và từ thường gặp để các bạn có thể nhận diện được dạng câu hỏi này. Đầu tiên đó là is implied in the passage that. The implied. Thứ hai đó là it can be inferred from the passage that. Dạng thứ ba đó là it is most likely that. The likely. Likely, có khả năng. Và tương tự như thế, đó là có thể, đó là what probably happened. Không chỉ đơn giản là các bạn tìm những cái thông tin đã được thể hiện ở trong bài một cách cụ thể rõ ràng, mà các bạn chỉ có thể dựa vào những cái chi tiết có trong bài, các bạn đọc, sau đó sử dụng các cái gọi là cái sự móc nối để sau đó các bạn suy luận, tìm ra những cái có thể xảy ra. Thế nên rất nhiều bạn sợ câu hỏi này. Tuy nhiên, đó không có nghĩa là chúng ta không có cách để giải quyết các cái câu hỏi này. Đó là lý do vì sao mà chúng tôi đưa ra dạng bài này và đưa chiến thuật cho các bạn. Thế thì câu trả lời tìm thấy ở đâu cũng vẫn là như vậy thôi, giống các cái câu hỏi về mặt chi tiết, đó là nằm trong các cái đoạn văn và được trình bày một cách theo thứ tự. Ở đây có các cái chi tiết theo thứ tự có thể giúp các bạn tìm ra câu trả lời. Nào, vậy thì chiến thuật là như thế nào? Chúng ta tìm trong cái keyword đó của các cái, đọc các cái câu hỏi và tìm keyword có trong câu hỏi. Sau đó chúng ta cũng xác định cái đoạn văn chứa những cái từ mà có liên quan, hoặc là những cái nội dung liên quan chúng ta đọc. Và sau đó chúng ta, tốt nhất nhé, các bạn nên ghi lại những cái ý chính của trong cái đoạn văn đó. Và dựa vào những cái chi tiết, những cái ý chính đấy, các bạn thử so sánh xem những cái đáp án đấy có đáp án nào gần sát hoặc sát nhất với những cái nội dung bạn tìm được hay không. Bởi vì thực tế ra là dựa trên những cái chi tiết có trong bài, có thể bạn phải suy luận ra những cái rộng hơn. Nào, chúng ta hãy cùng nhau đến một cái ví dụ sẽ giúp các bạn cảm thấy dễ dàng hơn, so là việc chúng ta chỉ nói ra chiến thuật một cách thông thường như thế này.
Nào chúng ta cùng tiếp tục với phần câu hỏi, phần bài thực hành dành cho câu hỏi suy luận. Chúng ta cùng sẽ đọc một đoạn văn và sau đó xem câu hỏi và tìm cách để trả lời cho cái câu hỏi này. Các bạn đang nhìn thấy đoạn văn. Đoạn văn đó là: Some popular essential oils and their uses in aromatherapy include lavender and chamomile, which are reputed to ease stress and promote sleep. The scent of jasmine will uplift the mood and reduce depression. Orange eases anxiety and depression and promotes creativity. Peppermint has antibacterial and analgesic qualities, ease mental fatigue and relieves headaches. Nào các bạn hãy đọc, các bạn hãy xem phần câu hỏi nhé. Câu hỏi đó là: It can be inferred that aromatherapy is. Các đáp án mà họ cho đó là: A. The main use of essential oils from plants. B. The use of certain signs to promote health. C. Not recommended for treating headaches. D. Not an effective method of curing disease. Nào vậy thì đáp án của các bạn là gì? A, B, C hay là D? Thế thì chiến thuật của chúng ta là gì sau khi mà đọc câu hỏi xong và đọc qua những cái đáp án, chúng ta biết rằng ở đây họ nhắc tới đó là chúng ta phải tìm về những cái chức năng của gọi là chữa trị bằng dầu thơm. Aromatherapy. Vậy thì thông qua các cái dữ liệu về tác dụng của các loại hương hoa, các bạn xem ở đây có nhắc tới hoa nhài này, hương cam này, hương bạc hà này. Ví dụ như là scents of jasmine will uplift the mood and reduce depression. Hay là orange eases anxiety and depression and promotes creativity. Tương tự như vậy đối với peppermint. Vậy thì chúng ta rút được kết luận là gì? Đó là một số những cái mùi hương nhất định có tác dụng nâng cao sức khỏe. Trong khi đó chúng ta cũng xem tiếp, chúng ta đọc lại đáp án. Cái đáp án thì cái nội dung thứ nhất: The main use of essential oils from plants. Hoặc là C là not recommended for treating headaches. D là not an effective method of curing disease. Nào chúng ta cùng loại được các đáp án là C và D, bởi vì chúng hoàn toàn ngược với thông tin mà bài đưa ra. Bài đưa ra rất nhiều những cái tác dụng, cái lợi ích của cái biện pháp chữa trị bằng dầu thơm, đúng không nào? Hay là A. A, nội dung của A là the main use of essential oils from plant. Thế thì có phải là aromatherapy is the main use of essential oil of plants hay không? Tức là phương pháp chữa trị bằng dầu thì có phải là sử dụng, là cái nguồn sử dụng chính, tức là cái nguồn sử dụng của các cái sản phẩm từ tinh dầu của cây hay không? Cái nội dung này không được nhắc tới trong bài. Họ chỉ nói là có sử dụng đến tinh dầu của cây, chứ không phải là main use. Các cái tinh dầu này được sử dụng như thế nào? Đâu là nguồn sử dụng chính? Cũng không được nhắc tới. Vậy thì cái đáp án của chúng ta, B, dựa trên cơ sở chúng ta thấy được những cái lợi ích của các cái loại hương này đối với cơ thể, thì chúng ta thấy được rằng đó là the use of certain signs to promote health. Đó là cái biện pháp mà sử dụng các cái mùi hương nhất định để có thể nâng cao được sức khỏe của con người. Đó chính là cái cách mà chúng ta làm đối với bài tập suy luận. Có nghĩa là chúng ta dựa trên những cái chi tiết, những cái dấu hiệu trong bài. Sau đó chúng ta cùng tổng hợp để tìm ra được, vậy thì những cái chi tiết đấy dẫn ra khiến chúng ta nghĩ được điều gì, và chúng ta dựa vào những cái đó để chúng ta loại ra những cái câu hỏi không phù hợp, những cái đáp án không phù hợp, và chúng ta lựa chọn cái đáp án phù hợp nhất cho mình. Đấy là cái chiến thuật đối với cả câu hỏi mang tính suy luận. Thế thì có rất nhiều bạn cảm thấy lo sợ các cái câu hỏi mang tính suy luận này. Đừng lo gì cả. Cái tip dành cho các bạn đó là gì? Hãy chuẩn bị sẵn giấy, bút. Các bạn đọc, sau đó trích, tìm những cái ý chính. Để sau đó, rồi chúng ta sẽ từ đó suy luận. Và sau đó, sau khi mà chúng ta có được những cái dấu hiệu, có những cái nội dung đó rồi, chúng ta thử suy luận và sau đó áp dụng vào những cái câu hỏi. Xem là câu hỏi và xem các cái đáp án, xem là liệu có phù hợp hay không. Đấy chính là những cái gì mà chúng tôi muốn các bạn chú ý khi làm câu hỏi suy luận. Hãy tìm những cái chi tiết, móc nối chúng lại.
Được chưa nào? Như vậy là chúng ta vừa kết thúc cái nội dung là câu hỏi suy luận và chúng ta sẽ đến với cái nội dung tiếp theo, đó là các cái câu hỏi về từ vựng có liên quan đến bối cảnh của bài đọc. Xin mời các bạn. Dạng câu hỏi tiếp theo mà các bạn hay gặp trong cái dạng cái phần bài về đọc hiểu đó chính là câu hỏi về từ vựng. Tuy nhiên câu hỏi về từ vựng này có liên quan tới bối cảnh của bài đọc, tức là context, xung quanh bài đọc. Nó không chỉ là hỏi đơn giản từ này nghĩa là gì, mà cái từ đó nó còn phải liên quan tới cái ngữ cảnh của cái bài đọc đó cơ. Thế thì dạng câu hỏi này đặt ra yêu cầu đối với người trả lời, đó là phải xác định được nghĩa của một số từ, cụm từ và cách diễn đạt, mà nói thật ra là rất là khó. Chúng ta thường không chỉ đơn giản các cái nghĩa thông thường đâu, mà rất là khó, thậm chí có những từ các bạn còn không biết, chưa bao giờ nhìn thấy, nhưng mà các bạn vẫn phải tìm ra, vẫn phải đưa ra khái niệm. Vậy thì làm sao chúng ta có thể làm được như vậy, trong khi chúng ta không có từ điển trong tay, kim từ điển cũng không? Nào, bây giờ chúng ta làm thế nào bây giờ? Cái chiến thuật đặt ra cho các bạn đó là thông tin giúp trả lời câu hỏi về nghĩa của từ thực chất ra là nằm ở trong ngữ cảnh xung quanh cái từ được hỏi. Sẽ có những cái dấu hiệu khiến các bạn có thể đưa ra được, khẳng định được về cái khái niệm của cái từ đó. Về các dạng câu hỏi giúp các bạn nhận diện cái dạng bài này, đó là các bạn nhìn lên trên bảng nhé. Câu hỏi có thể là What is the meaning of A in like B? In like B. Nào, vậy thì nghĩa của từ A trong dòng B là gì vậy? Hoặc là có những cái câu đó là nghĩa của cái từ được bôi đen trong đoạn văn là gì? Hoặc là the word A in like B could be replaced by. Từ A trong đoạn văn B thì có thể được thay thế bằng. Không chỉ đơn giản là từ, có thể hẳn là một cái cụm từ nào đó. Hoặc là cái cách diễn đạt tương đối là khó. Tuy vậy không phải là khó mà chúng ta không làm được, đúng không nào? Chúng ta hãy cố gắng trả lời bằng cách đầu tiên, bước đầu tiên đó là các bạn tìm kiếm vị trí của từ được hỏi. Tất nhiên bài sẽ nhắc đến ở dòng nào rồi, chúng ta sẽ quay trở lại nhìn vào cái dòng đó. Việc thứ hai đó là chúng ta phải đọc thật kỹ cái câu mà chứa từ được hỏi. Chúng ta sẽ tiếp tục phần thứ ba, đó là chúng ta tìm kiếm những cái manh mối có thể giúp chúng ta hiểu được nghĩa của từ. Ví dụ như là các cái câu phía trước hoặc câu phía sau. Đặc biệt các bạn chú ý hơn đó là khi mà chúng ta gặp những cái liên từ, những nối này, mang nghĩa trái nghĩa này, thì đấy chính là những cái từ có ý nghĩa rất là lớn giúp chúng ta. Ví dụ trong một câu có xuất hiện cái từ để hỏi mà có liên từ trái nghĩa, thì chắc hẳn cái vế tiếp theo sau liên từ trái nghĩa là những cái nội dung trái với cái nghĩa của cái từ của bạn. Vậy thì nghĩa của từ của bạn là gì? Ngược lại so với cái nghĩa kia. Được chưa nào? Thế thì chúng ta sẽ lựa chọn đáp án phù hợp trong số các cái đáp án cho do đề ra sau khi chúng ta đọc câu phía trước, câu phía sau, tìm ở trong ngữ cảnh những cái dấu hiệu có thể giúp chúng ta hiểu được từ. Và sau đó chúng ta suy luận ra, dần dần định hình cái ý nghĩa của từ, và chúng ta so sánh với những cái đáp án nào gần sát nhất chúng ta sẽ lựa chọn. Nào, để hiểu được điều này thì chúng ta hãy cùng nhau đến với một đoạn văn ngắn và cái câu hỏi để chúng ta trả lời câu hỏi này, chúng ta cũng đồng thời làm bài tập để hiểu hơn. Nào, câu hỏi về từ vựng. Các bạn đang xem một cái đoạn văn trong đó cung cấp cho chúng ta cái ví dụ về câu hỏi về từ vựng. Chúng ta sẽ cùng nhau đọc cái đoạn văn này, đọc câu hỏi, những cái đáp án, cùng nhau giải để có thể hiểu hơn về cái chiến thuật mà chúng ta sử dụng. Reports on an organization's projects may fill several major functions at the same time. A report can be used to educate and gain support from key people and groups to facilitate and inform decision-making about current and future projects, and to provide documentation for the organization's record. The employees who are responsible for preparing the report must have a clear understanding of how the report will be used before they compile it. Và ở đây, cái từ mà cần tìm nghĩa là từ compile, được in đậm như các bạn thấy. Câu hỏi đó là The word compile in the passage is closest in meaning to. A. Agree with. B. Put together. C. Ask about. D. Look forward. Nào, câu hỏi này thì những cái đáp án đưa ra cho các bạn thì không quá khó. Agree with
Dạ, anh là đồng ý đúng không nào? Put together, ghép vào. Kết nối lại. Ask about, hỏi về cái gì đó. Look forward to, mong đợi điều gì. Chúng ta cũng thường xuyên gặp cái cụm look forward to, đúng không nào? Khi mà chúng ta viết thư, I'm looking forward to seeing you tomorrow. Ok, thế thì các bạn sẽ chọn đáp án nào đây? A, B, C hay là D nào? Bản thân các bạn có thể các bạn còn chưa biết cái từ compile này nghĩa là gì. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy từ này thì làm sao tôi có thể tìm ra đáp án được, làm sao tôi định nghĩa được bây giờ? Thế thì hãy sử dụng cái chiến thuật của chúng ta, đó là đọc những câu trước và sau. Ở đây thì các bạn không có câu phía sau rồi, vậy thì các bạn đọc những câu phía trước. Thế thì chúng ta đọc cái câu, kỹ cái câu hỏi và nếu cần thiết đọc các câu phía trước. Chúng ta đọc cái câu mà chứa từ compile, chúng ta sẽ thấy. The employees who are responsible for preparing the report must have a clear understanding of how the report will be used before they compile it. Nào, câu này nghĩa là gì? Cái người nhân viên, người mà chịu trách nhiệm cho cái việc soạn thảo các cái báo cáo chắc hẳn sẽ phải hiểu rất là sâu về cái cách cái báo cáo này sẽ được sử dụng về sau như thế nào trước khi họ làm sao đấy. Chúng ta đoán mang máng là trước khi họ làm, họ soạn thảo, họ chuẩn bị, đúng chưa nào? Và với những cái dự đoán như vậy và dựa trên cái cụm này chúng ta thấy rằng những cái người chịu trách nhiệm chuẩn bị báo cáo, họ hiểu về cách sử dụng của cái báo cáo đó trước khi họ, chắc là họ chuẩn bị, họ làm, họ soạn. Chúng ta có thể đoán được như vậy. Và có thể dựa trên những cái đáp án đó thì chúng ta thấy rằng đáp án B, put together, ghép nối, kết hợp các nội dung, soạn thảo chính là cái đáp án tốt nhất. Hoặc nếu không có một cách khác mà các bạn có thể chọn, không sử dụng cái biện pháp suy luận như tôi vừa làm với các bạn, đó là các bạn thay các từ vào. Thay từ agree with vào compile, thay từ ask about, thay từ look forward to. Các bạn sẽ thấy là cái người chuẩn bị họ cần phải hiểu được thông tin trước khi họ đồng ý với cái tất cả những cái thông tin này. Có lẽ là không phù hợp lắm, đúng không nào? Hoặc là trước khi họ hỏi, ask about, no. Hay là look forward to. Tất cả những cái nội dung này thì đều không hợp lý trong cái câu hỏi này. Đối với cái dạng này chỉ có thể là những cái người nhân viên này, họ, những cái người mà chuẩn bị ra các cái báo cáo thì họ phải hiểu biết một cách sâu sắc về việc cái báo cáo này sẽ sử dụng như thế nào trong tương lai trước khi họ giáp nối, họ soạn thảo cái báo cáo. Đây chính là cái lý do tại sao B, put together, được chọn là cái đáp án đúng nhất. Xin cảm ơn các bạn. Như vậy, chúng ta vừa xem qua một số các cái chiến thuật, một số các cái kỹ năng mà các bạn cần thiết đối với các dạng câu hỏi, ví dụ như là câu hỏi về lấy ý kiến, lấy thông tin chung này, rồi câu hỏi lấy các cái thông tin chi tiết được nhắc tới, hoặc những cái câu hỏi tìm cái thông tin không được nhắc tới hoặc là sai trong bài, rồi các cái câu hỏi suy luận và câu hỏi về từ vựng. Đây là những dạng câu hỏi mà thường xuyên các bạn gặp ở trong các cái bài đọc hiểu đối với đề thi đại học và cao đẳng, riêng đối với môn tiếng Anh. Các cái câu hỏi có thể là khó, có thể là dễ đối với từng người. Tuy nhiên hãy biến khó thành dễ bằng cách chúng ta hãy áp dụng những cái chiến thuật hợp lý. Các bạn không cảm thấy lo lắng khi đọc bài đọc, không việc gì phải vội vàng ngay lập tức đọc bài đọc, sau đó lại đọc câu hỏi, rồi lại từ câu hỏi các bạn lại quay lên bài đọc. Đừng làm như thế, chúng ta sẽ cảm thấy rất là bối rối, chúng ta không thấy tự tin khi làm và lại mất thời gian nữa. Tốt nhất là gì? Chúng ta hãy đọc đầu tiên, đó là đọc những cái câu đầu tiên của đoạn văn, đọc câu hỏi, được chưa nào? Chúng ta như thế thì sẽ dễ dàng hơn cho chúng ta trong quá trình làm bài. Chúng ta luôn xác định rằng đối với câu hỏi lấy ý chính thì ý chính nằm ở những câu đầu tiên ấy. Đối với những câu hỏi lấy nội dung chi tiết thì các cái chi tiết, các cái phần trả lời câu hỏi nằm ở những cái đoạn mà chứa các cái từ, keyword hoặc nội dung liên quan có trong bài. Và các cái nội dung này sẽ được trình bày một cách thứ tự trước sau. Thế nên đừng lo lắng là nó sẽ lộn xộn và các bạn sẽ bị bỏ rơi các cái ý nào ở đâu. Đối với câu hỏi suy luận thì chúng ta hãy đọc và sau đó tìm kiếm những cái thông tin có liên quan tới gần, liên quan tới nội dung được hỏi, sâu chuỗi lại và từ đó dựa trên cái logic về mặt gọi là trước sau, các bạn có thể sâu chuỗi lại, tìm ra được những cái ý mà tác giả muốn đề cập tới, có thể suy luận ra từ những cái dấu hiệu đó.
Còn đối với câu hỏi về từ thì tất nhiên người ta không hỏi các bạn về khái niệm chung chung của từ, giống như hỏi khái niệm mà các bạn cần phải trả lời như trong một quyển từ điển. Các bạn phải xem cái bối cảnh, trong cái bối cảnh của một cái đoạn văn đấy nó mang nghĩa là gì. Đọc câu trước, câu sau nếu cần thiết và sau đó suy luận. Xin cảm ơn các bạn. Trên đây là những cái chiến thuật dành cho các bạn khi các bạn phải đối mặt với các cái bài thi về đọc hiểu. Chúc các bạn làm bài tốt.